Bây giờ bắt đầu mình làm nè. Ngón này ngón út ha. Ok, đó. Đây là cây cọ size số 16 nha các bạn. Ok. Hello Nhật, khỏe không? How are you? Nhích cục bột ha. Thấm giấy chút. Mình sẽ đắp nó hơi dài chút xíu nha các bạn. Chứ mình không có đắp mỏng. Tại vì cái này là theo ý muốn của khách hàng ha. Đắp cục đầu tiên coi cái ly quỳt này nó ok chưa. Ok. Rồi nghe rồi, nghe rồi. Cái này nó hơi mềm, nó hơi bột, nó hơi cứng nè các bạn. Gỡ ra luôn. Gặp những trường hợp vậy là mình gỡ ra luôn ha. Chỉnh camera lại ha. Gặp những cái trường hợp bột mà khô vậy đó các bạn, gỡ ra luôn nha. Pha lại ly quỳt. Ok, rồi thấy rõ chưa? Lấy cục bột ha. Mình đắp cục bột mà mình thấy không ổn là mình gỡ ra luôn các bạn. Đó, bột này nó ok rồi đó. Đủ vô nè. Đẩy bột lên nè, dùng cái mũi của cây cọ đó. Thấy không? Đủ nó lên cho nó sát cho khóe. Rồi bắt đầu nè, vuốt bột nè. Nhớ là mình vuốt nhẹ và đều tay thôi nha. Thì bột của mình cái mặt móng nó mới đều bột được. Ok các bạn. Ha. Bên trái nè, bên phải nè, trái nè, phải nè, vô giữa nè. Rồi mình dồn bột lên trên cái mũi của cái móng. Ha, thấy mình dồn bột lên trên mũi của cái móng không? Bấu nó một cái. Móc cục bột ra. Thấm bột vô cho nó ra cái shape. Móc cục bột ra. Đó, thấm bột vô. Để cho nó ra cái xếp để lát hồi mình đỡ phải dũa chứ không có gì hết ha. Đắp dày nha các bạn, cái móng này mình đắp dày. Dày là dày ngay chỗ cái mu thôi chứ cái kia cột cũng phải mỏng. Ok. Rồi. Tiếp tục ha. Thấy rõ chưa? Lấy cục bột tiếp tục ha. Thả cục bột nè. Cũng cục bột vô nè. Anh chị em thấy Phong dùng cái mũi của cây cọ không đủ lên cho nó tròn cái khóe không? Đó, mình phải biết tận dụng cái mũi của cái cây cọ ha. Đó, bắt đầu giảm nè. Giảm cho nó sát như trong cái khóe nè. Khi mà sát thì trong cái khóe rồi bắt đầu mình mới vuốt hai bên. Bên phải bên trái vô giữa nè. Không có được để bột cho nó rớt xuống dưới móng. Nhớ bột lúc nào cũng phải là ở trên mặt móng hết. Thấy Phong dồn bột lên trên cái mũi không? Thấy không? Phong dùng cái cọ, Phong dồn bột lên trên cái mũi rồi Phong dùng cái mũi cọ nào, Phong bấu cái là móc bột ra nè. Đó, thấy chưa? Đó, bắt đầu mình dùng cái sóng của cây cọ, cái sóng lưng của cây cọ đó. Mình lấy cái xếp của nó. Biết Phong đang làm gì, dùng cái mũi cọ làm gì không? Dặm cho cái bột của mình đó, nó sát vào trong cái khóe và nó mỏng. À, thì nếu như cây cọ của mình á, cái sợi lông nó đủ cứng thì nó dặm bột nó sẽ có lực hơn. Chứ còn nếu mà cây cọ mà mềm quá đó, cái sợi lông mềm quá nó sẽ không có đủ lực để mà nó dặm. Ok. Rồi lấy cục bột tiếp theo nè. Thả cục bột nè các bạn. Thả cục bột thấy Phong dùng, Phong nhấn nhẹ nó vô một cái cho chứ vô cái khóe không. Phong rút ra nè. Sửa cục bột lại nè thấy chưa. Rồi bắt đầu chùi cọ nè, lấy chút xíu nước dặm vô giấy rồi bắt đầu mới dặm lên trên cái bột ha. Dặm cho nó tròn cái khóe. Tròn khóe rồi làm sao? Bắt đầu vuốt bột nè. Bên trái nè, bên phải nè ha. Trái nè, phải nè. Bắt đầu dồn bột lên trên cái mũi. Vuốt bột cho nó tém bột lên trên cái mũi, cái móng. Được chưa? Rồi sao nữa? Bấu nhẹ nó một cái, móc cục bột ra nè, thấy chưa?
bấu nhẹ nó cái móc của bột ra. Đâu đếm bột này, đếm cho nó ra xếp. Tại vì khi mà lúc này á, mình đếm bột á các bạn, cái bột của mình á, nó đang mềm dữ lắm, nó đang flexible á, nó đang dẻo dữ lắm. Mình uống nó theo cái xếp nào là nó ra cái xếp đó. Chứ mà lá hồi mình để cho chút xíu nữa mà cái bột của mình mà nó khô rồi đó là mình không có làm được nha. Mình phải chỉnh nó bằng cái đầu dũa hoặc là cái cây dũa thì nó rất là mệt. Còn bây giờ mình nó đang dẻo thì mình chỉnh nó bằng cây cọ. Ok các bạn. Ok. Anh ơi chị em cách chạy không bị cao thấp. Anh ơi lá hồi đi em. Anh đang đắp bột mà lát sau anh đang đắp bột là lát hồi anh chỉ cho em cách. Cái cục bột này là không có đủ nữa chưa. Bỏ luôn. Không tiếc nuối kìa. Lấy cục bột ha. Thả cục bột. Mình nhấn nhẹ trong cho nó sát cho trong cái khóe không. Bắt đầu mình rê xuống ha. Mình tém bột vô giữa hay chưa. Chùi cọ này lấy nước nè. Thấy không? Bắt đầu nè. Dùng cái mũi cọ dặn cho nó sát cho trong cái khóe. Cái bí kíp của cái chuyện mà đắp bột cho nó tròn khóe chỉ là ở cái câu dùng cái mũi cọ này dặm nó vô. Nó có nhiêu đó thôi à. Ha, bắt nào nè, trái nè, phải nè, trái nè, phải nè ha, vô giữa nè. Mình phải tém hai bên cho nó mỏng đúng không? Đỡ dũa, rồi bắt đầu tém thì có phải giữa nó dày lên không? Thì mình vuốt cho nó flat nhẹ xuống một cái. Ha. Đưa bên này, đưa qua bên kia nè, đưa bên nọ, đưa qua bên kia thấy chưa? Móc bột ra nè. Thấy bột nó dư ra chút không? Không sao cả. Móc thêm chút. Bắt đầu tém bột nè. Đó, thấy tém không? Cục bột nó đang ướt á, nãy Phong nói đó. Cục bột đang ướt á. Thì lúc này mình dùng cái cây cọ của mình gò cho nó ra cái xếp luôn. Thấy không? Chứ không thôi lá hồi phải gò bằng cái cây dũa nó mệt lắm. Mà nó lâu nữa, mà nó đau cây khách nữa. Thấy không? Đó. Móc bột ra dưới. Rồi. Có cách nào giữ bột có đều không anh? Coi bột nó đều ha. Mình phải đắp bột cho nó đều. Em gì? Danh luôn. Em phải đắp bột cho nó đều thì em dũa nó mới đều được. Chứ còn em đắp bột nó không đều, em dũa rất là lâu mà nó cũng không có đều. Cục bột này không đủ luôn. Lấy lại ha, đắp dày mà. Thấy cục bột không? Thả lên trên nó khóe nè. Giật cây cọ ra nè, đuổi bột vô nè. Thấy cái tay của mình nó phải thoăn thoắt nha các bạn. Để bắt đầu chùi cọ lấy nước dặm nè. Thấy không? Mình phải tận dụng khoảng thời gian của mình để mình đuổi bột vô trong cái khóe. Rồi bắt đầu mình mới tém bột hai bên. Bột nó rớt là móc nó lên liền thấy chưa? Thấy Phong vừa mới cục bột này định rớt xuống nhà, móc nó lên liền. Không có cho nó rớt xuống dưới. Đó. Nhanh tay lên. Dùng cái mũi cọ nè các bạn. Nhìn Phong dùng cái mũi cọ nè. Bấu nhẹ lên cái móc nó ra nè. Thấy không? Móc nó ra nè. Bột ở dưới quá trời thấy chưa? Móc nó ra hết. Bắt đầu clean cái khóe. Dạ. Cái chỗ này nếu mà mình không làm bây giờ lát hồi dũa là mệt lắm nè. Dạ. Thấy cái khóe này không? Lát hồi là nếu mà mình không có tém vô lát mình clean up mệt lắm á các bạn. Lát mình sẽ gọt thêm chút xíu ha. Ok. Rồi. Tiếp tục qua bên đây. Chỉ giùm anh dũa sao cho nó đều. Lát hồi Phong hướng dẫn nha. Ok, rồi. Tiếp tục nè. So we gonna pick up the powder, ok. Cái bột này nó không bị dơ cái gì nè. Lấy cục bột ha.
lên trên cái khóe các bạn. Cái nào nè, đuổi bột vô liền, sửa cục bột cho nó đẹp lại liền. Thấy không? Nó tràn ra nè, kéo nó vô. Nó tràn ra nè, kéo nó vô. Rồi đuổi lên nè, dùng cái mũi cọ nè, nãy Phong nói đó. Dùng cái mũi cọ làm cho nó tròn cái cuticle của mình. Rồi bắt đầu mới vuốt nè, bên trái, bên phải ha. Nhớ, nhớ cái thao tác của mình bên trái, bên phải, vô giữa. Bột nó tự nó rớt luôn hay chưa? Móc bột ra nè, móc những cái bột dư á, móc nó ra, móc nó ra nè, không những cái bột dư á, clean up cuticle của mình nè, hai bên có khóe nè, thấy chưa? Lát hồi để đỡ mình đỡ phải vũ các bạn, chứ không thôi giờ không clean up, giờ lát hồi clean up phê lắm, mà lâu nữa mà đau tay khách nữa, mà mệt mình nữa chứ. Đó. Nhớ lúc mà bột mà nó còn ướt á, clean up nó đi. Đắp dày nha, cái này không đắp dày tại khách yêu cầu phải đắp dày là phải đắp dày thôi. Ok, rồi lấy cục bột ha. We gonna play right over here, ok? See that? And we gonna bring it down a little bit. Rồi, chùi cọ nè, clean the brush nè, lấy chút xíu nước, get the liquid nè, ok? Rồi bắt đầu nè, kỳ switch. Dặm cho nó sát ngay trong nó khỏe, ok? Rồi bắt đầu vuốt nhẹ nó xuống nè, bên trái nè, à, bên phải nè, bên trái nè, bên phải nè, bên trái nè, bên phải nè, trái nè, phải nè. Bắt đầu ngửa cái tay lên chút xíu nè, à, móc bột ra nè, móc nó ra, bây giờ móc nè, cái thao tác mình móc nè, móc nó ra, móc nó ra, móc nó ra, ok. Đó, theo phần móc à, nè móc nó ra, đưa nó ra như là múc cơm vậy đó các bạn, múc cơm ăn vậy đó. Dạ. Đơn giản vậy thôi, nhớ hai bên cái khóe clean up nữa. Rồi tiếp tục nha. Màu gì với anh? OM49B em, màu này là chiso OM49B. Lấy cục bột nè, thả cục bột lên trên cái khóe nữa chứ. Bring it down nè, thấy không? Uống bột vô, sữa nè, chùi cọ nè, lấy chút xíu nước nè, thấm giấy nè. Dùng cái mũi cọ, thấy không? Dặn nó vô nè, đuổi cho nó sát ngay trong cái khóe. Thấy không? Bắt đầu nè, vuốt bột nè. Trái nè, không? Phải nè. Thì khi mà mình vuốt bột á, mình phải đều cái tay các bạn. Chứ không thôi, nếu mà mình vuốt mạnh quá thì bột nó bị lép, mà vuốt yếu quá thì bột nó bị dày ha. Hai bên mình phải đều cái lực, ok. Không, trái phải nè, ngước cái đầu nó lên chút xíu ha, bấu nhẹ nó nè, đứt cục bột, lắc lắc cái đứt, thấy chưa? Móc cục bột dư ra, thấy không? Ném nó vô nè, móc cục bột dư ra nè. Đó, thấy không? Kì chứ. Em này em gồng tay quá nè, hơi khó làm bởi nha. Clean up nè, đúng chưa? Rồi, tiếp tục nè. Rồi bây giờ Phong hướng dẫn cho Ayana show nha, how to get up, how the right way, ok? Thôi để ngay đây đi, nhìn cho nó rõ. Nè, rồi liquid nè, cây cọ, thấy không? Thấy cây cọ không? Thấy cây cọ không? Nếu mà muốn cho nó không có bị bọt, bành cây cọ ra cho nó không khí nó ra hết. Ok, rồi mình lấy chút xíu liquid nè, nhúng vô lấy bột nè, thấy không? Thả cái bột, rê nhẹ nó xuống cái. Nhớ, rê xuống là phải sửa cục bột lại cho nó ngay hàng thẳng lối liền nha, cho nó ngay hàng, nó tròn đều này, thấy chưa? Tại sao mà Phong để cục bột lên nó tròn đều? Tại vì Phong sửa rồi, chứ Phong bỏ lên cục bột nó cũng đâu có đều đâu. Đó,
đó, sửa một cái là nó ra đều liền à. Nên không quan trọng là thả cục bột sao cho nó đều, đều không thì cho mình sửa cục bột á nha, chứ không phải là thả cái là nó đều liền đâu. Trái phải nè, trái nè, phải nè, ngóc cái đầu lên thấy không, thấy không, cho nó ngóc cái đầu lên không đó, ngóc ra. Nhớ kim cổ hai bên phải đầy đủ. Cái mù này đủ chưa? Mù không nghĩ đủ dày rồi đó. Ok. Lưu hình có mùi không anh? Mùi thì chắc chắn phải có nè em. Mùi nặng mùi nhẹ thôi. Mùi nặng mùi nhẹ thôi. Liquid là phải có mùi rồi. Tại vì liquid chứ đâu phải nước lọc đâu em, không có mùi. Thuốc độc còn có mùi mà. Đủ vô này ha. Không, anh chị em phải thấy cái giai đoạn mà phong sửa cục bột lại không? Đó là một cái giai đoạn mình định hình cái cục bột cho nó đều đẹp á. Mình đắp cho nó dễ. Không? Mình sửa cái cục bột để mình ready cho cái khâu mà vuốt bột á các bạn. Đó, nếu mà mình để cục bột nó không có đều á, mình vuốt bột đâu có đẹp được, đâu có đều được đâu các bạn. Đó, cũng phải là một cái điểm cần phải lưu ý ở cái chỗ đó. Thả cục bột lên, sửa cục bột lại để ready cho cái khâu vuốt bột. Chứ thả cục bột méo xẹo làm sao vuốt cho nó đều được, đúng không? Mà đâu phải thả là nó đều đúng không? Phải sửa lại cục bột đó, nên nó có cái giai đoạn là sửa cục bột á, nó là vậy đó ha. Clean cái khóe này ha. Cây cọ đắp bột không đang là đắp là size số 16 nha. Đắp bột đã lắm, lông nó đủ cứng á để nó bét bột. Tại nếu mà nó mềm á anh chị em để ý nè, nếu mà cái cây cọ lông nó mềm quá mình vét bột nó đâu cứng đâu, nó cái đầu cọ nó cứ chẻ ra, nó bị chẻ ra khó vuốt bột lắm. Mà lông cứng thì nó dễ đắp hơn. Ok rồi, xong cái phần đắp bột. Ok thì khi mà mình đắp bột này, thấy phòng đắp bột hao không à. Tại xài sang quen rồi quý vị. Yeah, hello Đạt Lâm khỏe không? Are your brush cream already? Yes, Aaron Dion. I already cream the brush. You see right here. I already cream it. Right. The brush before they send out, I gonna cream the brush and I test everything okay. I send it to you. Send to the buyer. Okay. That's the size 16. Okay. The powder I did OM49B. Okay. Rồi, giờ mình vũa, mình chạy máy nha. Ai mà chạy máy yếu á, dùng cái đầu vũa này nè, đầu vũa Clean Da Critical á, chạy nó không có bị đau tay khách. Mở máy lên tầm khoảng số 5 nha, số 5 số 6 nè. Chạy nó không có bị đau tay khách ha. Đó. Chạy critical bột và chạy khóe da luôn. Thì vũ mình được luôn nè các bạn. Thấy không? Thấy không vũ mình bằng cái đầu vũ này không? Đó, thấy không? Nè, clean cái khóe nè. Đưa sáng cho các bạn coi nha. What's up? 600. Không. Chỗ lúc khác đó, lúc khác đó. Cái đầu vũ Clean Critical này ha. Đó. Không có chảy máu.
Nhưng mà nếu như mà mình muốn vũ nhanh á, mình vũ pro, mình muốn vũ nhanh á, đó, mình dùng cái đầu vũ này nè. Đầu vũ này là đầu vũ clean da, đầu vũ mịn. Sorry, đầu vũ này là đầu vũ mịn ha. Huyền thoại Hy Lạp thì cái đầu vũ này á, nó clean bột rất là nhanh, mà nó cho ra một cái cuticle rất là sắc. So you have to do the e-file right away, okay? You don't want to put the pressure too hard, because if the, you do too hard, the cuticle is gonna damage, okay? And the powder is gonna losing. It show the line over here. That's no good. Okay? Always do line pressure at line possible, okay? Mình vũ đó, mình cố gắng đó các bạn. Đầu dũa mình đừng có bao giờ mình dũa mà mình đè cái đầu dũa trừ cái dũa phá nha các bạn. Cái này dũa mình là không bao giờ mà được đè cái đầu dũa hết. Thứ nhất á, nếu mà dũa mà đè á, nó sẽ mất bột. Thứ hai nó sẽ đau tay khách. Thứ ba là nó ăn xuống cái móng thịt, nó tạo ra thành một cái rãnh luôn ha. Tạo thành một cái rãnh, cái khi mình gỡ ra mình làm bộ mới á, nó có một cái rãnh vòng tròn ở đây nè. Cái khách hỏi mình là ủa sao bị rãnh, cái rãnh vòng tròn đây á, cái bắt đầu mình ca cái bài ca, em nào biết, em nào có hay á, mà thiệt ra là em có biết mà em không dám nhận nha, là do mình đè cái đầu dũa mạnh quá đó. Anh ơi sao anh chạy khóe cứ bị mất bột ở hai bên khóe, em biết tại sao bị mất bột không? Em chạy nhiều quá nè. Em coi anh chạy bên cái khóe nè. I gonna show you how to do the turn right here and right here, okay? Okay. Em coi anh chạy ha. Cái khóe đó, anh chạy có một lần một thôi. Rồi anh qua cái bên này. Em coi anh bẻ cua cái khúc này nè. Đó, anh bẻ cua nhiều đó là anh đủ rồi. Thì có nghĩa là gì? Khi mà anh đắp bột, cái cuticle nó đã tròn, anh chạy một lần thôi là đẹp. Đó, còn em đắp á, nó hơi bị dư ra, em bắt đầu em vũ hoài thì nó bị mất bột hai bên cái khóe thôi. Đó, có nghĩa là ở đây cái khâu đắp bột nó vẫn là vai trò quyết định. Em phải đắp cho nó đều đẹp. Em vũ một cái là nó ra cái sên cuticle đẹp luôn, em không phải vũ nhiều nữa thì nó sẽ không bị mất bột ở hai bên cái khóe. Em tên gì đấy? Cái gì? Thơm mì Dương. Ok, Thơm mì Dương em. Thơm mày Dương mà lúc mới đầu nhìn tưởng Thơm mày Ngô. Sao 10 đồng? Sao Polka Dot mà 10 đồng đăng? 10 ngón lấy 25 đồng at least. Cái giá gì kỳ vậy mấy em? Đợi xíu xử lý chuyện đội bộ rồi. 10 ngón nếu mà lấy 10 ngón lấy 25 đồng á chị Tina ơi. Ờ Polka Dot chứ phải Diamond hả? Polka Dot Diamond đại sư đại ca 25 đồng nếu mà là đu ten nail á. Còn nếu mà Polka Dot ten thôi là 10 đồng. Để chút xử lý chuyện nội bộ gia đình cái quý vị. Cái khóe bên đây nè. Ok, if you leave it like that, it's gonna lifting, ok? You don't want to do that, ok? You have to clean it. See that? That's the way you keep the lifting away, ok? Always clean the cuticle. As clean as possible, ok? And don't let the powder go over the skin. Nhớ là không có bao giờ được để cho bột nó tràn lên trên cái da, nó tràn lên da là nó lip liền.
mà khi mà mình vũ mịn á, ha, phải nè, phải nhóc cái đầu lên chút xíu để vũ ở ngoài đây cho nó lai xuống cho nó đẹp, không có bị dày ở cái mũi. Ok ha, thấy không, ngóc cái đầu nó lên không? Ok, Khai Phong ngóc cái mũi, ngóc cái mũi lên không, ngóc cái mũi của cái móng lên nè, thấy chưa, để cho cái đầu dũa nó lài cái móng nó xuống nó mới đẹp, nó lài xuống. Ok, đầu máy Phạm Gia có bị chảy máu không anh? Cái đầu nào cũng có chảy máu hết em, với điều kiện là mình, nếu mà em dũa em phải đảm bảo một cái điều là em không có được đè cái đầu dũa, là không có cái đầu dũa nào mà cắt tay khách á ha. Còn nếu mà cái đầu dũa nó là sắt mà tay khách mà lỡ mà em chí lên mà em đẩy lên cao quá là chắc chắn nó chảy máu thôi ha. Nếu mà anh nói cái đầu này mà chạy á, không có chảy máu là nói xạo, anh nói chưa có đúng ha. Cái cách dũa của mình nó quyết định là có chảy máu hay không. Bây giờ em dũa, nếu mà em để cái máy của em á tốc độ vừa phải và em chạy em không có đè cái đầu dũa, nếu em lỡ mà nó lẹm lên trên chút xíu da, nó không có cái lực, nó không có làm cho khách bị chảy máu được, ra nó không cắt được, tại vì nó không có lực, nó không có mạnh. Ok, hello Kevin Võ, khỏe không? How are you, anh chị em bữa nay khỏe không? Em không chạy một cái vòng tròn thôi là cái cubicle nó ok rồi đó, nó không có clip nữa các bạn. Hai bên có khóe, nhớ nãy cái thao tác mà mình dùng cái cọ mình clean nè thì giờ nó đỡ biết bao nhiêu, thấy chưa, nó là vậy đó ha. Cứ biết bước đà này chuẩn bị cho cái bước sau thì chuẩn bị cho cái bước sau nữa ha. Chứ hồi nãy mà mình không clean nữa, hai bên có khóe, giờ mình vũa khùng luôn á các bạn. Em cứ sợ nên không đi khóe kỹ giống anh được. Cứ từ từ mình làm á. Cứ từ từ mình làm là nó dạn tay thôi em. Nè em để ý nè, anh chạy sát cái trong cái khóe luôn. Anh cái đầu dũa của anh á đụng vô da luôn á em. Mà em biết là sao không? Anh không có đè cái đầu dũa, đâm ra nó cũng không có cắt tay, cắt chảy máu. Ok. Nhẹ thôi, dũa nhẹ thôi. Mà cái đầu dũa này dũa cũng phê lắm các bạn, đầu dũa mịn á, nghe cái tiếng nãy giờ ha, gieo rồi giờ dũa nha, tôi xếp nha. Ok, dũa những cái loại xếp này nè các bạn, anh chị em và các bạn nè, đầu tiên vô á là phải làm mỏng ở dưới trước, đáng chi biết không, để cho cái nó có một cái độ thanh mảnh ha. Đây là cái móng đúng không, nếu như mình không có để dũa này cho nó thẳng một đường ở dưới đây mà nó dày, nó sẽ bị thô cái móng ha. Sẽ không bao giờ dũa dưới đây mà sợ bị mỏng móng mà gãy móng, gãy không là ở cái chỗ này mình biêu cái mu nó dày lên là nó sẽ không bị gãy ha, chứ nó không liên quan gì ở dưới hết. Ở dưới nếu mà mình để dày nó không có đẹp, nó không có một cái độ thanh thoát của cái móng. Ok, rồi sau khi mỏng xong rồi mình mới vũ xếp thì mình đắp bột nó đã chuẩn rồi, mình vũ nhẹ thôi, không cần vũ nhiều. Nhớ nha, ở dưới này phải mỏng nè, cứ nhớ là ở dưới nó phải mỏng thì nó có một cái độ thanh mảnh, nó cong từ trong ra ngoài á,
ở dưới nó không có bị dày. Nè, tiếp tục nè, không nhào vô một cái nè. At very first that we have to thin the underneath first, okay? We have to thin them down. Okay. Nhào vô mấy cái shape này là cứ vũa ở dưới cho nó mỏng trước, rồi bắt đầu nè, mỏng xong rồi bắt đầu chỉnh cái shape nè. Thấy cái chỗ này nó u không? Gò nó đi nè, thấy chưa? Đó, gò nó đi các bạn. Không vũa sếp, mấy cái sếp này không vũa nhẹ nhàng lắm, tại vì mình làm đúng cái barem của nó rồi đó, làm đúng cái bài bản của nó thì nó không khó mà nó dễ làm lắm, cứ làm đúng bài là nó ra hết rồi ha. Nè, mỏng xuống này thấy chưa, cứ mỏng đi rồi mình tính tiếp ha. Khi mà mỏng rồi đúng không, rồi bắt đầu vũa, vũa nhẹ vài đường thôi là nó ra cái sếp của nó luôn. Là biết tại sao không, là do ở cái khâu mà mình vũa móng á, vũa khi gắn móng vô, cắt móng vũa mình đã chuẩn rồi, qua tới cái khâu đắp bột mình đắp cũng chuẩn đó, thiệt tới cái khâu này làm nhẹ nhàng lắm các bạn. Còn nếu như mình đắp mà mình gắn móng nó không có thẳng, cái đâm ra mình cắt móng nó không có thẳng, cái rồi mình vũa móng nó cũng thẳng luôn, rồi tới đắp bột cũng móng mà méo rồi sao giờ đắp bột đẹp được. Rồi khi mà đắp bột mà méo rồi thì vũa rất là phê, mà vũa hoài vũa không ra ha, vũa không ra thì đâm ra nó vừa lâu mà nó vừa xấu các bạn. Cái đó gọi là xấu mà không biết phấn đấu á. Ok. Đó, nó vũ mấy cái xếp, vũ vài đường nó ra cái xếp rồi. Thấy chưa? Rồi bắt đầu nè, quay ngược cái tay lại, cái này mới quan trọng nè các bạn. Quay ngược cái tay lại nha, để Phong chỉnh cái này chút. Quay ngược cái tay lại thì khi mà mình quay ngược cái tay lại mình sẽ thấy được cái xếp nó cong, nó méo ở chỗ nào, mình mới sửa nó thì mình mới ra được một cái xếp chuẩn. Ok. Xong qua tiếp bên đây, vũ tiếp nha. Em sợ nhất là mấy mài không dám chạy đầu phá ý anh à, em chạy, nếu mà em sợ chạy mấy mài có thể là em vũ nó, em mới làm thì em hơi nhát tay chút xíu, mình cần phải có cái sự luyện tập em. Ok. At very first you gonna very scared when you do the E found. Ok, but by the time you gonna get into it. Ok. Cái gì cũng cần phải có sự luyện tập hết em, không ai mà giỏi liền được. Anh nói thiệt, không có một ai mà nhào vô cái là giỏi liền hết em, cũng đi từ dưới đất đi lên ha. Cái gì cũng vậy, lúc đầu thì vô này nghề nail thì làm chấn làm manicure đồ ha, các thứ đồ, rồi bắt đầu làm chân, rồi là lên làm tay làm manicure treo, rồi bắt đầu lên làm điếp, làm bột đó. Cái gì cũng từ từ đi lên đó em, không có ai giỏi liền được, nên đừng có sợ ha. Cứ làm đại đi em, làm đại nó cũng ra gì tính sau nha. Nhớ lúc nào cũng phải ở dưới nó phải mỏng nè, khi mà mình vũa mỏng nè các bạn nhìn nè cái móng hay chưa, đi ra là take a look right here. Ok. À, thấy nó thiệt là thẳng luôn, và nó có một cái độ cong đây thì cái móng của mình nó có một cái độ thanh thoát. Ok, mỏng nè, cứ làm cho nó mỏng đi tính. Ok, thấy mỏng rồi không, bắt đầu mình mới sửa cái sếp, thấy cái sếp nó méo ngay đây không nè, sửa cái sếp này các bạn. Gò cái chỗ u đi ha, hay không đang gò cái chỗ u đi không, không cũng vũ nhẹ thôi à, không có vũ mạnh nha, vũ mạnh nó mất bột. Ok, mà nó đau tay khách nữa, mà mệt mình nữa ha, mình làm mình không có phí sức như vậy nha, sức của mình để hút em khách tiếp theo nha, chứ mình không có phí sức như vậy, mình làm mình dưỡng sức các bạn.
Thấy không? Thấy cái chỗ này nó đang u không? Mà nó u, nó u lên, nó đâu phải là nó u ở dưới cạnh này. Nó u ở ngay cái chỗ này nè. Đó, thấy cái chỗ này không? Cái chỗ này thì mình lại vũ sao? Mài nó mỏng xuống. Dùng cái vũ cây á, mài nó mỏng xuống. Đó, thấy chưa? Thấy nó thon lại chưa? Rồi bắt đầu mới sửa nè. Đó. Nhiều khi á, nó u lên, các bạn cứ đè cái chỗ này vũ. Vũ hồi mất bột luôn, mà chỗ này u nó vẫn còn u, tại có đụng với nó đâu. Đó. Đó là lý do tại sao mà thấy nó méo như này mà phải sửa cái chỗ này. Nó ngộ vậy các bạn ha. Cái nó gọi là dương đông kích tây á. Méo chỗ này mà sửa chỗ kia. Ok, rồi quay ngược cái tay lại nè. Ok, quay ngược cái tay lại thấy không? Thấy chỉnh sửa sếp mà thấy chưa? Đó. Ok, we're gonna turn the hand to the other side. Then we're gonna fix the sếp to get the final, ok? The final result. Ok, thấy không? Nhìn nè, các bạn nhìn nè, thấy không? Cái chỗ này không? Zoom vô cho các bạn coi nè, thấy chưa? Thấy cái chỗ này nó đậu đều rồi, thấy chưa? Thấy cái chỗ này nó u lên không? Chỗ này thì ok, mà thấy cái chỗ này u lên không? Nếu mình để cái tay bình thường mình đâu có nhìn thấy được. Mà không nhìn thấy được cái gì vũa, mà không vũa thì nó méo vậy luôn. Đúng chưa? Bạn phải quay ngược cái tay lại. Đơn giản vậy thôi. Cái này thì ok rồi nè. Rồi, xong, thấy không? Rồi sao nữa? Tới cái khâu tiếp theo là cái khâu buffer. Vũ mịn mà nó mịn rồi thì bóp này dạng như là bóp chơi chơi thôi các bạn. Chứ còn nếu mà mình vũ mà nó còn gồ ghề, mình bóp 10 cái cục bóp phờ nó cũng không có mịn được đâu các bạn. Nha. Đừng có chơi cái chiêu mà thôi giờ hả, vũ sơ sơ đi. Nó sần sùi chút xíu lát tôi lấy cục bóp phờ tôi bóp lại xong. Đó, bóp cho tới sang năm luôn các bạn. Bữa nay tháng mấy rồi? Bữa nay tháng 11 rồi. Bóp cái chừng 2 tháng. Cảm ơn Hiếu Võ, thank you Hiếu Võ nhiều. Cái này là cái sếp almond. À, cái sếp almond này nó đẹp. Nó đẹp mà nó nhu mì á. Nó vừa có cái sự sang chảnh, cái thanh cao mà nó vừa có cái sự nhu mì của cái tròn của cái đầu, nó không có nhọn quá ha. Sếp này là sếp quý phái nha. Nhưng mà nhiều người cũng sợ vũ mấy cái sếp này đó. Nhiều người vũ không ra sếp được cái sếp này các bạn. Là giờ làm nó chưa có đúng bài bản á. Đó, cứ làm đúng bài bản là tự động nó ra thôi à, không có gì khó hết nha. Mà bài bản ở đâu ra là những cái livestream này sẽ hết anh chị em, ok. Ok, can you wash your hand with a brush and a soap? Thank you. Hello, tên không, khỏe không? Khỏe mà con cô bác. Quan viên hai họ, đàn trai đàn gái. Đàn bóng lai cái, đứng qua hàng bên. Nhớ nha. Đàn trai đứng qua bên đây, đàn gái đứng qua bên đây. Đàn bóng lai cái đứng giữa. Nó chơi vui thôi nha các bạn, không có ý xúc phạm gì đâu nha, đừng có giận nha, vẫn chơi cho vui thôi. Chờ cái em này, em kim cương này, em kim cương, em bị gì? Anh lóc em luôn, em vô em bán cái gì, chuyên gom nhặt hàng số lượng lớn à. Em tào lao quá à, kim cương. Tên em là tên kim cương mà em, anh thấy em không có sang gì hết nha. Ok rồi, bây giờ bắt đầu mình sơn thấp cốt nha. Sao anh dip sau 2 tuần khách trở lại ni nứt, khách trở lại bị nứt, vậy cách khắc phục sao em?
anh Thắng Phan, anh điếp dày lên chút xíu, anh điếp mỏng quá nó bị nứt á nha, nó không có đủ lực, nó giống như một cái khối bê tông á. Ăn lý ra đó, cái kỹ sư á điêu là phải dày cho nó đủ cái độ dày, nó không bị nứt. Mà anh điêu có nhiêu đây à, nó gặp cái lực va đập mạnh á, nó làm việc hàng ngày nó phải bị nứt thôi đó, dễ hiểu mà. Điếp nó hơi dày lên chút xíu nha. How much are your brush from Arion? The brush number 16 is gonna be $40. Okay, I've cream the brush for you too. Rồi bây giờ mình lấy cái acetone. Alright, acetone rồi mình chùi rồi mình sơn gấp cốt là xong, mình lấy tiền các bạn. Một bộ này là 40 đồng, 40 đồng là 40 đồng, rồi lấy xếp 5 đồng, 45 đồng cũng ngon các bạn. Đắp một màu lấy 45 đồng được rồi, còn đỡ hơn ngồi không. Mùa này thì nói chung là nó cũng không có được đâu cho lắm, không được nói é nha, hay gọi cho nó nói cho nó lịch sự là mùa này nó cũng không có được đâu cho lắm. Kiên kỵ cái chữ nói ra cái chữ é nha các bạn. Ai hỏi bữa nay đông không, không được nói chữ ế. Phải nói là hôm nay có vẻ hơi chậm. Không được nói ế nha. Ế là nó ế thiệt luôn á các bạn. 30 chưa phải là tết ha. Cứ ngồi yên từ từ khách sẽ tới. Ok. Top coat mình đang xài là cái top coat của Chisel các bạn, bóng mà last long mà không có bị sơn yellow, mà nó không có bị chóc, nó xài đã lắm. Nó gọi là Black Diamond Top Gel của Chisel nha, 8 đồng chai, đã lắm. Mà Phong không có bán nha, Phong cũng order Phong xài thôi à. Ok nè, muốn cho cái shape mình nó đẹp á phải vuốt lấy shape nha các bạn. Ok, if you leave it like that, you don't do this step, the shape is gonna losing by the reason, you know what reason? If you apply the top coat too thick, the top coat is gonna run on two sides. Ok, and when it thick, it's gonna losing the shape. Ok, pretty honey, thank you em yêu. Shape almond này nói nó dễ thì nó cũng rất là dễ, mà nói nó khó thì nó cũng rất là khó ha. Nhiều khi mình không có biết cách làm á, mình làm hoài nó không có ra đâu các bạn. Phong đã từng bị như vậy rồi, không biết mà vũa hoa vũa không ra. Tại vì biết sao không? Từ ngay từ đầu cái khâu cắt móng của Phong nó sai rồi, chọn ngón thì cắt bự quá, ngón thì cắt nhỏ quá, đâm ra nó xấu quá luôn. Cắt móng không đều, bắt đầu vũa móng sao đều được đó, vũa móng đều sao đắp bột đều được, là lắp bột đều rồi bắt đầu hạ vũ khí thế luôn các bạn, vũ coi như là khí thế luôn, lát hồi nó cũng xấu quá luôn chứ nó cũng đâu có đẹp hơn được miếng nào đâu. Cái bắt đầu Phong ngồi Phong suy nghĩ là tại sao ta kỳ ta, bắt đầu Phong đi học người này hỏi người kia một chút, ta gom góp kinh nghiệm này có được chút xíu, rồi bây giờ Phong lại đi chia sẻ lại với cho anh chị em và các bạn nè, cho nó đỡ mất thời gian. Phong đã cốn nhiều thời gian là Phong không muốn anh chị em mất nhiều thời gian cho cái vấn đề mà Phong gặp phải nữa, thì Phong lên Phong chia sẻ cho anh chị em biết. Ok, ai cảm thấy áp dụng được thì áp dụng, còn áp dụng được thì thôi ha.
Thiện tai, thiện tai. Ok. Ok. Switch. Rồi, sau khi mà làm xong á thì mình sẽ cho thấp cốt vô. Cái này nè các bạn, cái này là kêu cỏ oil pan á, lên Amazon mua nha, chỉ có 5 đồng 5 cây thôi các bạn, rất là rẻ mà xài nó tiện. Fill oil vô bắt đầu làm cái đầu dặn tới đó. Phong không có bán nhưng mà Phong thấy nó hay thì Phong chỉ cho anh chị em đi mua xài thôi nha. Cái nào mà mình hay thì mình chia sẻ với mọi người. Màu nó cũng rất là đẹp, OM49B. Nhìn thấy là mê ha. OM49A. Làm cái là ra. Ok, rồi. Mọi người cái xếp lại nha, chị em có cái xếp. Ok, Kiriko mình nhớ nè, cái Kiriko nè ha. Cái Kiriko nhớ là làm cho nó vũ, cho nó sạch Kiriko của mình nha. Kiriko phải tròn nha. Ok, một cái nữa là biết sao không? Nhớ đừng có để mà mất bột hai bên cái khóe này nè các bạn. Thấy hai bên có khóe không? Thấy hai bên có khóe không? Vũ là hay bị mắc cái trường hợp là bị mất bột hai bên có khóe này lắm nè. Thấy không? Đó, đừng có để cho nó mất bột. Ok. Vũ vừa vừa phải phải thôi. Ok. See đó. Nha, bên đây nè ha. Bên đây nè thấy chưa? Không bị mất bột. Ok. Nhớ. Ok, rồi vậy là xong thôi. Bên đây cũng xong luôn. Lấy cái Kiriko thôi nè. Ok, bỏ dầu vô ha. Nha, nhìn cũng mướt quá ha. Làm mấy móng này sang mấy móng. Sang cái tay á, sang quyền sàn á. You like it? Yes, thank you. You're welcome, honey. Làm việc hết mình, lát nhớ bỏ hết hồn nha, nha em. Rồi, là mình đã hoàn thành xong một cái bộ móng rất là bình thường rồi. Ha, rất là bình thường như cân đường và hộp sữa thôi. Thì cách làm thì show hết cho anh chị em coi rồi ha. Không có giấu gì hết, tính mà không có giấu gì hết ha. Không thích giấu nghề, okay. Cũng thích giếm nghề luôn. Giếm được cái gì đâu, sống để bụng thì chết mang theo thôi chứ đâu có cho ai được cái gì ha. Thì cần hỏi gì, cần help gì đó thì cứ inbox cho Phong. Phong help được cái gì Phong help thôi. Anh chị em nào muốn order những cái dũa hoặc là cỏ đắp bột thì inbox cho Phong hoặc gọi số phone 818-747-8781 hoặc là inbox Facebook Phong Trần nha. See you in next video, okay. Bye bye.